Kể từ mùa giải 2001-2002 khi Real Madrid đăng quang tại Champions League và mang về phòng truyền thống chiếc cúp thứ 9 của giải đấu cao nhất châu Âu cấp câu lạc bộ, thì phải mất tới 12 năm đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha mới có thể góp mặt trong một trận chung kết và đứng trước cơ hội hoàn tất cú đề Sima. Đầu mùa giải 2013-2014, Real Madrid chia tay huấn luyện viên Jose Mourinho, người đã giúp cho họ phần nào cân bằng được với Barcelona tại La Liga, nhưng chỉ có thể vào đến bán kết của Champions League 3 mùa liên tiếp. Những căng thẳng phía trong phòng thay đồ khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải ra đi và người tiếp quản chiếc ghế nóng là Carlo Ancelotti, người đã từng đưa AC Milan lên đỉnh châu Âu 2 lần vào các năm 2003 và 2007. Trợ lý cho huấn luyện viên người Italia sẽ là Zinedine Zidane, một huyền thoại tại Bernabeu. Zidane sẽ ngồi với tôi trên băng ghế chỉ đạo, thật tiếc là không thể đưa cậu ấy vào sân chơi bóng. Cậu ấy sẽ là tấm gương tốt cho các cầu thủ. Mùa giải đó, Real Madrid vẫn là một tập thể rất mạnh khi được gọi là giải ngân hà 2.0 của chủ tịch Perez. Họ sở hữu Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Benzema trên hàng công. Tuyến tiền vệ với nhạc trưởng Luka Modric, Isco, Xabi Alonso hay Angel Di Maria. Hàng phòng ngự đều là những hậu vệ tên tuổi như Pepe, Sergio Ramos, Carvajal và Marcelo. Còn trước khung thành là đội trưởng kỳ cựu Iker Casillas. Khi nhậm chức, Ancelotti đã khôn khéo có những lời khen tới các công thần của đội bóng, tránh gặp phải tình trạng của Mourinho trước đó. Casillas là một thủ môn tuyệt vời. Anh ấy đã giành được mọi thứ, nhưng trong bóng đá nếu anh ta chứng minh được rằng nếu mình xứng đáng, anh ấy sẽ được ra sân. Còn Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời. Thật vinh dự để huấn luyện một cầu thủ như anh ấy. Tại La Liga năm đó, Real Madrid chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 3 khi bằng điểm với Barcelona và kém Atletico Madrid 3 điểm, dù cho họ ghi tới 104 bàn thắng. Tuy nhiên, mùa giải 2013-2014 đó, Real đã đánh bại Barcelona trong trận chung kết cúp nhà vua với cú nước rút thần thánh của Gareth Bale loại bỏ Batra để ấn định chiến thắng 2-1 cho Kiền Kiền Trắng. Và quan trọng hơn, đó là mục tiêu hoàn thành cú đề Sima tại đấu trường Champions League. Một mùa giải Real Madrid đã lên ngôi hoàn toàn xứng đáng, nhưng cũng không kém phần may mắn khi định mệnh đã mỉm cười với họ ở những giây phút cuối cùng. Lá thăm tại Champions League đưa Real Madrid vào bảng B cùng Juventus, Galatasaray, Copenhagen. Và ngay trong trận đấu ra quân, Real đã thị uy sức mạnh của mình bằng chiến thắng 6-1 ngay trên sân nhà của Galatasaray tại Istanbul. Isco là người mở tỷ số trận đấu, Benzema cũng có được một cú đúp và Cristiano Ronaldo đã ghi một hat-trick để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây là một khởi đầu tuyệt vời dành cho chúng tôi tại đấu trường Champions League mùa này. Ghi được 6 bàn vào lưới đối thủ mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin. Lượt trận thứ hai, Real Madrid trở về sân nhà Bernabeu để tiếp đón Copenhagen, đội bóng đến từ Đan Mạch. Và cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu để các cổ động viên của đội chủ nhà được ăn mừng khi Ronaldo tiếp tục nổ súng và có cú đúp trong trận đấu thứ 100 của anh tại đấu trường châu Âu. Bên cạnh đó, Di Maria cũng ghi được 2 bàn ở phút 71 và 90+1 để khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0. Tôi vẫn chơi như mọi khi, tôi đang cố gắng để cho huấn luyện viên thấy rằng tôi muốn cống hiến và điều quan trọng lúc này là tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Phát biểu của Di Maria hướng tới việc giành một suất đá chính trong đội hình của Real trong bối cảnh mà chủ tịch Perez liên tục gây sức ép lên huấn luyện viên Ancelotti khi bản hợp đồng 100 triệu euro Gareth Bale phải ngồi ngoài. Nhưng ở trận đấu tiếp theo gặp Juventus, huấn luyện viên người Ý vẫn tin dùng Di Maria ngay từ đầu và anh chính là người châm ngòi cho bàn thắng mở tỷ số. Đây được coi là trận chiến tranh ngôi đầu của bảng B khi cả Real Madrid và Juventus đều được đánh giá rất cao. Ngay phút thứ tư, nhận đường chọc khe thông minh của Di Maria, Ronaldo đã vượt qua cả thủ thành Buffon để có được bàn thắng mở tỷ số. Đó là pha lập công thứ 6 của anh tại Champions League mùa đó, dù mới ở trận đấu thứ 3. Nhưng chỉ 10 phút sau, Llorente đã quân bình tỷ số 1-1 cho Juventus ở cự ly chỉ khoảng 5m với khung thành. Những phút tiếp theo, Real tràn lên tấn công và trong một pha dàn xếp đá phạt, Ramos đã bị kéo ngã trong vòng cấm bởi Chiellini. Và trên chấm phạt đền, Ronaldo đã không mắc sai lầm để ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu này và cũng ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid. Ngày 5 tháng 11 năm 2013, Real Madrid hành quân tới Turin để gặp lại Juventus trong trận lượt về bảng B. Varane là người đã phạm lỗi với Pogba trong vòng cấm ở cuối hiệp 1 và trên chấm phạt đền, Vidal không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số bằng cú sút thấp nóc lưới. Nhưng sang đến hiệp 2, lại là hung thần mang tên Ronaldo nổ súng.
Đường truyền về cú phạt bất cẩn của Caceres đã khiến cho hàng phòng ngự của họ phải trả giá. Và 8 phút sau, đến lượt ngôi sao 100 triệu euro lên tiếng. Từ đường truyền của Ronaldo, ngôi sao xứ Wales đã lạnh lùng hạ gục thủ môn Buffon bằng cú sút sân trái sở trường. Sau đó, Caceres đã lấy công chuộc tội bằng đường truyền như đặt cho Llorente đánh đầu quân bình tỷ số 2 đều và giúp cho Juventus giữ lại được một điểm trên sân nhà. Hiệp 2, Juve gặp khó khăn với nhịp độ trận đấu được đẩy cao bởi một lịch thi đấu dày đặc. Khi sự chặt chẽ không còn trước Real, bạn có nguy cơ lớn bị trả giá, nhất là khi đối mặt với những siêu sao như Cristiano Ronaldo hay là Gareth Bale. Cuối tháng 11 năm đó, Real Madrid tiếp đón Galatasaray trên sân nhà. Với việc có được 10 điểm sau 4 trận, huấn luyện viên Ancelotti quyết định cất Ronaldo bởi CR7 gặp một chấn thương nhẹ và bất lợi sớm xảy ra với họ khi Sergio Ramos đã bị rút thẻ đỏ trực tiếp ngay ở phút thứ 26 của trận đấu. Tuy nhiên, lần lượt Gareth Bale, Abeloa, Di Maria và Isco đã ghi 4 bàn thắng vào lưới đối phương dù phải chơi thiếu người. Galatasaray chỉ có được một bàn ở phút 38 do công của Gullit và nhận thất bại 1-4 khi rời Bernabeu. Khi đã chắc chắn có ngôi đầu bảng B, Real Madrid hành quân đến Đan Mạch gặp Copenhagen với tinh thần vô cùng thoải mái và có bàn thắng sớm do công của Luka Modric ở phút thứ 25. Ngay đầu hiệp 2, lại là Ronaldo lên tiếng để có bàn thứ 8 tại Champions League mùa đó. Và nếu may mắn hơn ở phút 89, Ronaldo đã có một cú đúp nếu cú đá phạt đền của anh không bị chặn lại bởi thủ thành Willian. Bất bại tại bảng B với 16 điểm có được, Real Madrid tràn đầy tự tin khi bước vào vòng knockout. Lá thăm khiến họ chạm trán đại diện của nước Đức là Schalke 04 tại vòng knockout. Đội bóng có được vị trí nhì bảng E. Ngày 26 tháng 2, Real hành quân tới nước Đức. Trong quá khứ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ có được 3 chiến thắng trong 27 lần đến làm khách tại đây. Dù vậy, những thông số luôn chỉ mang tính tham khảo. Real nhập cuộc như vũ bão và làm chủ hoàn toàn thế trận. Lần lượt Benzema, Gareth Bale và Ronaldo đều ghi tên mình lên bảng tỷ số và cũng chính họ đều có riêng cho mình một cú đúp. Bàn thắng danh dự của đội chủ nhà Schalke chỉ đến ở phút 90+1 do công của Fontella và khép lại trận đấu thảm họa với tỷ số 1-6. Real Madrid tỏ ra quá mạnh và sau 14 năm và 11 đời huấn luyện viên, Real mới lại thắng trên nước Đức. Ba tiền đạo của chúng tôi chơi tuyệt vời ngày hôm nay, phối hợp ăn ý và tạo ra những pha tấn công chết người. Đây là một trận thắng hoàn hảo và bạn khó có thể lặp lại thành tích này. Với việc để thua quá sâu trong trận lượt đi, mọi hy vọng ở trận lượt về tại Bernabeu dường như là không có với Schalke 04. Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ không thể ngăn cản của mình bằng một cú đúp tiếp theo vào lưới của Schalke. Và sau đó, Morata ấn định chiến thắng 3-1 cho Kiền Kiền Trắng. Real vượt qua đội bóng nước Đức với tổng tỷ số 9-2 sau 2 lượt trận và thiên ngang bước vào tứ kết. Lá thăm tiếp theo được bốc từ Luis Figo và đội bóng Hoàng gia sẽ tiếp tục đối đầu với một đội bóng nước Đức khác, đó là Borussia Dortmund của huấn luyện viên Jürgen Klopp. Chỉ một năm trước đó, chính Dortmund là đội đã loại Real Madrid tại bán kết và đây là cơ hội để Real phục thù. Hiện tại Dortmund sẽ không có Wenger, Gundogan và cả 5 cầu thủ khác đang chấn thương, còn Lewandowski bị treo giỏ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chống lại Real bằng những gì chúng tôi có và sẽ cố gắng hết sức. Chính những hạn chế về mặt nhân sự khiến Dortmund hoàn toàn là cửa dưới khi phải hành quân tới Bernabeu vào ngày 23 tháng 4 năm 2014. Gareth Bale là người mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 và giúp cho Real càng chơi càng hưng phấn. Phút thứ 27, Isco là người nâng tỷ số lên 2-0 và Dortmund chỉ còn biết oằn mình chống đỡ những tình huống lên bóng của Real. Và từ đường truyền của Luka Modric, Ronaldo có bàn thắng thứ 14 của mình tại Champions League mùa đó và ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid. Đường đến Lisbon của đội bóng Hoàng gia đang gần hơn lúc nào hết. Tôi rất hài lòng về kết quả và về những gì cầu thủ đã thể hiện. Họ đã chơi tấn công áp đảo trong hiệp đầu, qua đó thu về kết quả mỹ mãn. Chúng tôi chơi rất giàu năng lượng, rất nhiệt huyết. Sang hiệp 2, chúng tôi lại chơi rất khoa học bằng bài phản công sắc sảo. Nhưng Dortmund cũng đã kịp thời chứng tỏ họ là một tập thể đoàn kết thực thụ khi sang hiệp 2. Điều đó cảnh báo Real phải thật cẩn trọng trong trận lượt về. Tốt nhất Real nên tạm quên đi lợi thế 3-0 đang có. Đó là những phát biểu khiêm tốn của huấn luyện viên người Italia, nhưng ông có lý do khi nói vậy. Một tuần sau đó, Dortmund trở về sân nhà và suýt chút nữa đã tạo ra một cuộc lội ngược dòng. Hai bàn thắng của Marco Roy ở phút 24 và 37 khiến cho trận đấu trở nên vô cùng kịch tính ở phút sau đó. Real đã phải sống trong sợ hãi bởi sức ép từ Signal Iduna Park và trong bối cảnh phải đi đấu mà không có Ronaldo. Họ đã phải chấp nhận trận thua đầu tiên tại Champions League mùa đó. Dù vậy, Real vẫn đi tiếp vào bán kết khi vượt qua Dortmund với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận.
Chúng tôi đã phải chịu đựng quá nhiều, chúng tôi phải học cách chống chọi sức ép trong mọi hoàn cảnh. Tôi không biết điều gì đã xảy ra, có thể là chúng tôi hơi chủ quan sau khi đã giành chiến thắng 3-0 ở lượt đi. Chúng tôi cần học hỏi nhiều điều từ trận đấu này. Tất nhiên chúng tôi rất hạnh phúc vì đã có mặt ở bán kết, nhưng chúng tôi không thể hài lòng với những gì đã diễn ra đêm nay. Lễ bốc thăm bán kết Champions League đã diễn ra đầy hồi hộp ở Nyon, Thụy Sĩ và lá thăm may rủi đã đưa đẩy trận chung kết đến sớm giữa đương kim vô địch Bayern Munich và Real Madrid ngay ở bán kết. Vậy là từ vòng loại trực tiếp, Real Madrid phải đối đầu tới 3 đội bóng nước Đức. Ở cặp còn lại, Chelsea và Atletico Madrid sẽ tái ngộ kể từ lần đụng độ ở siêu cúp châu Âu 2012. Ngày 23 tháng 4 năm 2014, Real Madrid tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà. Ronaldo đã có thể quay trở lại và anh đã tạo ra một pha chọc khe để Fabio Coentrao bứt tốc và tạo đường truyền cực kỳ thuận lợi cho Benzema mở tỷ số trận đấu. Và đó cũng là bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid có một chút lợi thế trước khi đến làm khách trên nước Đức. Chúng tôi đã thua, đó là một trận đấu khó khăn nhưng vẫn còn trận lượt về và chúng tôi phải cố gắng thể hiện mình ở trận đấu đó. Real Madrid thường chơi như vậy, họ quá chớp nhoáng, họ cho phép bạn cầm bóng và chờ đợi tới khi bạn mất bóng. Vì thế đội bóng của bạn cần phải thi đấu gọn gàng và có tổ chức. Chúng tôi đã làm được điều đó. Tôi rất tự hào về Bayern Munich. 6 ngày sau đó, Allianz Arena hừng hực khí thế tiếp đón Real Madrid. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 16, từ tình huống đá phạt góc của Modric, Sergio Ramos đã có cú bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Và chỉ 4 phút sau đó, lại là Ramos với tình huống xuất hiện trong vòng cấm để thực hiện cú chạm đầu nối nâng tỷ số lên 2-0. Bộ đôi trung vệ của Bayern đã quá tập trung đến Ronaldo mà quên mất rằng cầu thủ số 4 của Real cũng rất lợi hại trong những pha không chiến. Buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, Bayern đã bị rơi vào cái bẫy phản công của Real. Pha phối hợp như đá tập của bộ ba tiền đạo bên phía Real Madrid đã giúp cho đội bóng này nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 34 và lúc này chẳng ai có thể tin Bayern có thể tạo ra điều thần kỳ. Phút cuối cùng của trận đấu khi mọi thứ đã an bài, Ronaldo đứng trước quả đá phạt trực tiếp và anh đã khôn khéo đưa trái bóng đi dưới hàng rào để một lần nữa ghi bàn. Đó là bàn thứ 16 của Ronaldo, vượt qua kỷ lục ghi bàn nhiều nhất một mùa châu Âu mà Lionel Messi trước đó đã nắm giữ là 14 bàn. 16 bàn ghi được ở mùa này là lịch sử. Tôi không thể lập kỷ lục này nếu không có sự hỗ trợ của các đồng đội. Điều tôi muốn bây giờ là vô địch Champions League cùng Real Madrid. Tôi đã rất may mắn khi ghi hai bàn thắng trong một trận đấu như thế này. Mọi cầu thủ đều cống hiến hết khối óc, con tim trước Bayern Munich. Giấc mơ vào chung kết đã thành. Giờ đây, mục tiêu tiếp theo của Real Madrid là chức vô địch. Chúng tôi đã chuẩn bị các tình huống bóng chết khá tốt vì biết họ không mạnh ở các pha này. Sergio Ramos có một mùa giải tuyệt vời. Cậu ấy là hậu vệ giỏi nhất thế giới. Tối nay, Bale, Benzema và Ronaldo đã hy sinh lối chơi riêng để đóng góp vào chiến thắng của Real Madrid. Tôi rất vui khi đội bóng lọt vào chung kết, nhưng buồn cho Alonso vì không thể tham dự do nhận đủ 2 thẻ vàng. Nhưng điều quan trọng bây giờ là giành chức vô địch. Ở trận bán kết còn lại, Atlético Madrid đã vượt qua Chelsea của Mourinho sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 3-1 để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng. Trận chung kết C1 hay Champions League từng chứng kiến 4 cuộc đụng độ giữa hai đội bóng cùng quốc gia, nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử có sự có mặt của hai câu lạc bộ cùng thành phố. Sự thù địch suốt 86 năm cùng tính trái ngược toàn diện giữa Real Madrid và Atlético hứa hẹn sẽ làm nên một trận đấu căng thẳng và đầy quyết liệt. Ngày 24 tháng 5 năm 2014, cả thế giới túc cầu hướng về Lisbon, nơi tổ chức trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atlético Madrid. Với Real, đó là giấc mơ chờ đợi 12 năm. Với Atlético, đó là lời khẳng định với thế giới sự vươn lên mạnh mẽ của một đội bóng đại diện cho tầng lớp dân nghèo tại thủ đô Madrid. Atlético đã đăng quang La Liga trước đó một tuần, để lần đầu sau 9 năm phá vỡ sự thống trị của hai gã khổng lồ Barcelona và Real tại đấu trường quốc nội. Tại Lisbon, Estadio da Luz chật kín với gần 61.000 khán giả và tại thủ đô Madrid, một không khí lễ hội cũng diễn ra tại Bernabeu và Vicente Calderon khi những cổ động viên không có vé sang Bồ Đào Nha đã đến sân vận động của mình bằng những tấm vé miễn phí để ủng hộ cho đội bóng qua màn hình lớn. Với phong độ ổn định, Fabio Coentrao được lựa chọn từ đầu để thay cho Marcelo, còn lại trong đội hình Real Madrid đều là những cái tên chất lượng nhất. Trong khi đó bên phía Atletico Madrid, sự trở lại kịp thời của Diego Costa sau chấn thương cũng là điều khiến những cổ động viên của họ có thêm sự tự tin. Bước vào trận đấu, Real đẩy cao đội hình tấn công và đã tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Courtois. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số lại đến với Atletico Madrid sau pha ra vào không hợp lý của thủ thành Casillas. Từ một tình huống tưởng chừng như không có gì nguy hiểm, pha đánh đầu của trung vệ Godin đã giúp cho đội bóng áo đỏ trắng vươn lên dẫn trước.
Mọi con mắt hướng về Ronaldo khi liên tục sau đó là những tình huống CR7 uy hiếp cùng thành đối phương, nhưng chẳng thể đưa bóng vào lưới. Bên cánh phải, Bale vẫn thể hiện được tốc độ tuyệt vời của mình, nhưng những pha dứt điểm của anh trong trận đấu này đều thiếu chính xác. Và khi mọi thứ tưởng chừng như đã khép lại với Real Madrid, thì đúng ở những giây cuối cùng của trận đấu, Modric đã có tình huống đá phạt góc, và ở phía trong, Sergio Ramos trở thành người hùng với bàn thắng quyền bình tỷ số 1-1 ở phút thứ 90+3. Cổ động viên của Real Madrid như chết đi sống lại trên khán đài, chủ tịch Perez ăn mừng như một đứa trẻ, còn với những cổ động viên của Atletico, họ chỉ biết ôm đầu tiếc nuối. Đây là bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi hài lòng với những nỗ lực đến tận giờ phút cuối cùng. Đây không phải là bàn thắng cho cá nhân tôi, mà dành cho tất cả người hâm mộ Real và những ai đã ủng hộ chúng tôi. Đây là cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Bàn thắng đó đã đưa trận chung kết vào quãng thời gian 2 hiệp phụ, và với việc gồng mình để chiến đấu trong suốt cả mùa giải nói chung và hơn 90 phút chính thức của trận đấu này nói riêng, các cầu thủ Atletico Madrid đã hoàn toàn sụp đổ. Đầu tiên là bàn thắng ở phút 110 của Gareth Bale sau pha solo đẳng cấp của Di Maria, cầu thủ mà ít phút trước đó còn tập tễnh trên sân. Bên ngoài đường pitch, huấn luyện viên Ancelotti bình thản đến lạ kỳ, còn với các cổ động viên của Real Madrid thì đó thực sự là những giây phút bùng nổ cảm xúc. Phút 118, các cầu thủ Atletico gần như không còn sức để chạy và một mình Marcelo đẩy bóng vào trung tâm rồi dứt điểm ở cự ly 16m, nâng tỷ số lên 3-1. Marcelo cũng chẳng thể kìm nổi dòng nước mắt khi lúc này giấc mơ De Sima đã trở thành hiện thực bởi thời gian thi đấu không còn nhiều và Atletico Madrid cũng chẳng còn sự phản kháng. Phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Ronaldo bị phạm lỗi trong vòng cấm bởi Godin và trên chấm phạt đền, CR7 kết thúc Champions League năm đó với bàn thắng thứ 17, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Zidane và Ancelotti ôm nhau, các cổ động viên của Real thì muốn phát điên, còn cổ động viên của Atletico thì còn chỉ biết ngậm ngùi trong nước mắt. Cảm giác của tôi lúc này không thể gọi là buồn, tôi cảm thấy chua xót vì chúng tôi không thể hoàn thành mục tiêu. Trận đấu này không đáng để khóc, bởi lẽ khi bạn làm mọi thứ có thể, bạn cần ngẩng cao đầu. Bóng đá có thắng có thua, hôm nay chúng tôi là những kẻ bại trận. Tuy nhiên chúng tôi biết rằng đội bóng đã trở nên mạnh mẽ hơn, người hâm mộ cũng nhìn thấy năng lực thực sự của Atletico. Mùa tới, Atletico sẽ còn chơi hay hơn và thi đấu tốt như những gì đã làm ở mùa này. Chức vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng cú De Sima sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong đội bóng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục lên ngôi và với một đội hình đầy tính đua tranh, tất cả đều háo hức tiến lên. De Sima là phần thưởng dành cho tất cả những Madridismo. Đây là một sử thi đặc biệt nhất và các cầu thủ đã trở thành huyền thoại. Real luôn có niềm tin vào chiến thắng, khát vọng và sự hy sinh là hai phẩm chất đặc biệt của câu lạc bộ này. Chúng tôi muốn giành chiến thắng lần thứ 11 rồi thứ 12. Real Madrid đã lên ngôi vô địch Champions League mùa 2013-2014 một cách đầy thuyết phục. Tuy nhiên ở mùa giải kế tiếp họ đã bị loại ở bán kết bởi Juventus và huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng chẳng thể gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lâu hơn. Những sự thay thế mang tính tạm thời như Rafa Benitez và sau đó là Zidane đã mang lại cho Real Madrid một chu kỳ thành công vang dội với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp từ 2016 đến 2018. Đó là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà có lẽ phải rất lâu nữa mới có một đội bóng phá vỡ kỷ lục này. Real vẫn luôn tự hào họ là đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 và giờ thì những cổ động viên của họ cũng có thể tự tin nói rằng họ chính là đội bóng vĩ đại nhất của thế kỷ 21.